Ok, rồi hôm nay thì Trang sẽ chỉnh thử phát âm cho chị Nga nhé. Chị Nga đang làm rất là tốt luôn. Bây giờ làm sao chỉnh được cái môi cho chị đó là tốt lắm luôn ấy. Rồi, bây giờ chị Nga có chị Nga tắt tắt mic rồi không nghe. Bởi vì mình cũng biết là mình không biết sai ở đâu để mà sửa ấy. Mà rõ ràng mình cảm nhận được là mình có cái là chưa đúng mà, nhưng mình không biết nó sai ở chỗ nào. À với lại chị Nga viết sai chính tả nữa. À Tôi đấy, cái đấy vừa rồi, vừa rồi. vô tôi nhìn trong cái bài kiểm tra tôi sợ luôn. Chị phải coi lại phần viết đó nha. Phần viết À, sai chính tả rất nhiều luôn. cô ơi, bài thi là mình khi mình viết ấy mình có phải là phải viết thời gian thật nhanh không hay là mình chỉ cần Không, viết cái đó em cho mọi người thời gian miễn sao làm hết nộp cho em thôi mà. Để test thử à mọi thế người có nắm được cái video trước hay không thì mới cho lên video tiếp theo. Còn nếu mà à học chưa vững thì thôi cho học lại. à tại vì lúc đầu mình vào ấy mình tưởng là ôi trời, là như này chắc là phải viết thật nhanh là nhanh phải đủ trong vòng hai giống như là 2 phút giống như là cái bài đọc ấy. Thế mình hiểu thứ chết rồi, vậy thì mình biết xong rồi trong mình cái bàn phím tiếng Hàn ở trên điện thoại mình ấy hầu như là mình chẳng bao giờ mình sử dụng đến luôn ấy, chưa bao giờ luôn ấy, ngoài nếu mà viết ngoài một câu kamsa amita ra thì chưa biết một cái gì, Rồi xong nói đến cái chuyện bóng với ở không bàn không nhắn tin với chồng à, không nhắn tin phím mà đi hẹn với chồng à. không chỉ gọi điện thôi, chả bao giờ nhắn tin, vì có việc gì gọi điện nói cái cho nhanh xong ấy. Bây Trời giờ á, ơi, sờ bây đến giờ bóng thì xong cho thì để toán loạn mù mịt lên. chị Nga với chị Phi Phi đọc đọc cùng với nhau nhé, đọc cùng với nhau để so sánh hai giọng của hai chị như thế nào. Bây giờ chị Nga đọc trước nhé. Bên bên em đang nhạc rất là ồn, mọi người có thấy ồn không? Có Không. nghe không? Mấy mấy người bên cạnh đang 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 nói chuyện ghê lắm. Nhỏ nhạc cho em. Sát micro lại. Rồi, bây giờ chị phải nghe đọc trước nhé. Cái câu này. Tiếp tục theo cái video trước đó. Đây Vâng. là nội dung tiếp theo đó. 그때 항상 저희 집은 굉장히 깨끗하게 해놨겠죠. 너무 처음 들어가는 집이니까 얼마나 공이 들어서 해놓자겠어요. Rồi, chỗ này nè. Chị nghe để ý cho em nhé. Đọc rồi. Khiên trang gì? Chị nhớ cho em nè. Cái thường nhá, thường thôi chứ không phải là 100%. Tiếng Hàn nó sẽ đi theo cái kiểu như nè. Huyền ngang hoặc là dấu huyền nặng hoặc là dấu nặng. Chứ nó sẽ không có dấu sắc. Nên là ví dụ như cái âm này đúng không? Chị Nga không biết đọc kiểu gì thì bữa trước á em có share cho mọi người cái từ điển đúng không, hoặc là cái Babago á, từ điển này thì nó chính xác hơn một tí. Đây. Chị Nga nghe thử nhé. 굉장히, Kinh trang hì, 굉장히, đúng không? Kinh trang hì. Chị Nga cứ mở mic nhé, tại vì để em nghe cái giọng của chị. Kinh trang hì. Đó là chị để ý nè. Huyền ngang huyền. Kinh trang hì. Đó, người ta sẽ đọc là kinh trang hì. Quyền Đó. trang nhỉ, Đó thì quyền trang nhỉ. cái âm nào mà chị cảm thấy là hơi nghi ngờ á thì chị phải tra. Ví dụ nhé, tê tê thì tê này căng lên. Khi tê hăng sang chơi chị bên kiện trang hí cái đồng nhập ké kích tha kệ ké kích thật ạ. Bây giờ chị xem nhớ người Hàn người ta sẽ đọc như thế nào. 깨끗하다, 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 깨끗하다. 깨끗하다, 이거 nó căng không? Ké kích thật ạ. Ké kích thật ạ. 깨끗하다. Đó, thì chúng mà ké kích tha kệ hết nó kịch cho. Rồi tiếp tục nhé. Cái từ này chị Nga nghe để ý nha. Đọc như thế nào nhé. Có phải là thọ âm không? Mà nó sẽ đọc Đấy, không? mình hay bị đọc là chôm Chôm. chôm Chôm. chôm Chôm. chôm Đây là âm bậc hơi. Chị để ý nhé. chôm Nó sẽ lên lên xong rồi xuống. Chôm. chôm Đúng rồi. chôm
처음 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 đúng không?처음 Đó, những cái âm bật hơi, chị nhớ cho em những cái âm bật hơi mà âm mà phát ra hoặc là âm mà bật lên á, bật hơi ra thì nó sẽ âm điện nó sẽ đi lên xong rồi xuống tone, thì chỗ này mình sẽ đọc là tone chứ không có đọc là thò âm처음 đó.처음 처음 들어가는 집이니까 얼마나 공이 들어서 해놨겠어요. Thì bữa hôm nay thì em không có giảng nghĩa nha, mà em chỉ phát giảng tập trung vào phát âm thôi đó. Thì những cái chỗ nào á mà chị thấy chị đang không không có trôi đúng không, đọc cho em từ 10 tới 20 lần. Bây giờ chị đọc thử đi 10 lần cái từ này. Cái chỗ Thế này là là đọc mà henok cắt thế henok nộp ác cái sở dù henok ác cái sở henok ác cái sở thế henok nộp ác cái cái sở sở henok 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 ác cái sở 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 Ok, henok ác cái rồi. sở Rồi, chị thấy miệng bắt đầu trôi chưa? Hello, cái sale. Hello, cái sale. Đó. Rồi, ok, chị phải đọc thử câu này nha. Chị đọc hả? Ừ. Cứ tháng sáng chạy chị bên khiến cho nghe cách cứ thật cái hết nó cất chỗ. Chứ không thể được khả năng chị bình nghĩa ớn mà nào cũng bị từ đó hết nó cất sale. Đúng rồi, chính xác. Rồi, chị phải đọc rất là hay. Rồi á. Ừ. Bây giờ là tiếp theo nhé. Tiếp theo câu thứ hai. Câu thứ hai rồi tới chị Nga. Nga ha, chị Nga đọc tiếp tục. 그래서 저는 이사를 전세를 주고 빌라로 다시 이사를 가게 됐어요. 이번에는 빌라 꼭대기 층으로 이사를 가. 지금 이거는 明明 bị cái này nó xem 가게 이사를 가게 됐어요. 됐어요. Ok, rồi. Câu này nhớ không? Thì á có những cái đoạn mà chị nhớ nhé. Cô là cắt ra cho em. Cô là đọc tắt cắt ra và nhấn một tí nhá. 그래서 저는 이사를 전세로 주고 cô nó chỉ ngắt một cái cho em mà chị lên giọng vậy đó. 전세를 주고 빌라로 다시 이사를 tiếp tục nhá. Không có kake từ chỗ. Không có kake từ rồi mà là 가게 됐어요. 가게 됐어요. Đúng rồi, đó là phải là dấu huyền. 가게 됐어요. 이사를 Thường가게 cái ngữ điệu nó됐어요. phải đi như vậy. Rồi tiếp tục nhá. 이번에는 cứ ưng lên là luyến một cái xong đó. 빌라 꼭대기. Ở đây là âm căng. Thì phải đọc căng lên nhá. Mà không phải nó căng một lần đâu, mà nó căng tới mấy âm lận. Đây. Tại vì đang kiosk á, khi mà nó đứng ở dưới á thì nó tự nhiên nó làm cho chi cước nó bị căng lên. Cúc tê kì. Cúc tê kì. Cúc tê kì. Thành ra là chị sẽ đọc là cúc tê kì. Tê tê kì. Cúc tê kì. Không phải là cốc. Không phải là cốc. Mà là ô cửa út. Cúc. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chính xác, chính xác. Tê kì. Nhớ cho em Tê là nó không phải là âm út của tiếng Việt mà là nó là âm út của tiếng Hàn. Ô cửa ô. Ô. Quốc tế kỳ. Quốc tế kỳ. Đúng rồi, chính xác. Quốc tế kỳ rồi tiếp. Chừng. 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 Phải ra hơi nhé. Quốc tế kỳ chừng rồ. Đi xa rồi. Hạ kê được rồi. Đi xa rồi. Hạ kê được rồi. Rồi, bây giờ tiếp tục chị Vy đọc nhé. 그래서 저는 이사를 전세를 주고 빌라로 다시 이사를 가게 됐어요. 이번에는 빌라 꼭대기 층으로 이사를 가게 됐어요. Đúng rồi. Ừ. Vậy bây giờ chậm lại một tí. Chậm lại một tí thì, tại vì chị đọc theo cái của cô Y Chi Dân, chị luyện hết cái đoạn này luôn rồi. Nên À là vậy chị hả? đọc theo cái của cô Y Chi Dân như nó rất là nhanh, thì chị phải đọc nhanh theo như nó quen luôn á. Đó. Đó. Thì á mình đọc như vậy cũng được, nhưng mà mình đọc sao cho nó diễn cảm hơn tí, diễn cảm hơn tí. À, 그래서 저는 이사를 그냥 전세로 주고 그 빌라 다시 그 이사를 가게 됐어요. 이번에는 빌라 꼭대기 층으로 이사를 가게 됐어요. Nó giống như chị đang nói chuyện với em vậy. Đó thì nó sẽ diễn cảm và nó hay hơn. Rồi. Rồi, tiếp tục. Câu tiếp theo nha chị nghe. 왜냐하면 그때 종잣돈은 모으고 싶은 그 강력한
욕심 때문에 보증금 300만 원인 3천 빈 3천 3천만 원인 빛나로 이제 이사를 가게 됐어요. Ok, rồi. Chị đọc thử em nhé. 왜냐하면 왜냐하면 면 nhé, chị liến lên một tí. 면 왜냐하면 chị có giấy bút đó không? Có, mình cái chỗ nào mà em để ý, em nốt cho chị là chị luyến đó, chị móc lên đó. Chị móc một cái dấu móc ở đó để chị nhớ. Chị nhớ để bữa sau chị sửa lại chứ không là chị lại về như cái cách đọc cũ. Và bởi vì là mình đọc thường mình không để ý đâu. Nhưng mà em sửa thì chị nốt lại để khi mà chị luyện tập đó chị nhớ. Thì nó quê nha hà đó. Để xem em thử từ đây người Hàn đọc như thế nào nha. Nhớ. 왜냐하면 왜냐하면 ở trong câu thì sẽ đọc quê nhà hà miên quê nhà hà miên tiếp theo nhé thịt tê chúng chắc tồn chúng chắc tồn từ nào mà chị cảm thấy là không 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 yên tâm á thì nhớ search nhé chúng chắc tồn 종잣돈 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 tồn căng lên종잣돈 종잣돈 종잣돈 ok rồi rất là tốt mũi của shipping cứ đọc cái từ này nha tự nhiên đi chị nghe từ người Hàn đọc sao nha chị đọc sao chị đọc lại em nghe nha từ này강렬한 ừ từ này chắc mình hơi khó강렬하다 đọc mình chưa hình dung đây này강렬한 đúng rồi강렬한 đúng rồi chính xác chị nhìn ở bên cạnh nó có tiếng âm này đó càng nho đà 강렬하다 강렬하다 đó. Đó. Cái nào mà chị cảm thấy không yên tâm thì cứ search này vào đó chữ đó cứ khẳng nhau ra dục sim ở đây không phải là té mùn nê mà là té mùn nê nó mà căng căng lên đó dục sim té mùn nê dục sim té mùn nê hồ chương cơm 3천만 원인 빌라로 이제 이사를 가게 됐어요 이사를 가게 됐어요. rồi ok thôi chắc thôi chị Phi Phi khỏi đọc hả chị đọc Phi Phi có đọc đi không đọc đi đọc chứ đọc đi ok đọc vậy냐하면 그때 총작돈을 모으고 싶은 그 강렬한 욕심 때문에 보증금 no. 3천만 원인 빌라로 이제 이사를 가게 됐어요. No. Chị Phi Phi khả năng cảm âm tốt đó nha công nhận á là chị đi đúng ngữ điệu luôn á cái nào lên cái nào xuống là chị bắt chước được rất là tốt luôn rồi tiếp tục nha chị nghe tiếp 빛나로 이사를 가고 제 아니 빛나로 제 이사를 가고 제 기분이 어땠을까요? đúng rồi đây này khi nãy chị nhớ em nói không cứ cô cái là chị nhường lại cho em một phát và chị ngấn cho em một phát ví dụ nhá Pilaro Isaru Kaku cứ dừng lại một tí thì Kimuni Otesukayo và khi mà chị đọc câu này á chị đọc câu này thì chị phải diễn tả cảm xúc lên Pilaro Pilaro Isaru Kaku thì Kimuni Otesukayo nói giống như mình đang nói á theo các bạn thì tâm trạng của tôi lúc đó như thế nào thì Kimuni Otesukayo đó lúc đó chị đang nói giống như chị đang nói á chứ không phải là chị đọc nhá Kimuni Otesukayo đó rồi rất là tốt rồi chị Phi 빌라로 이사를 가고 제 기분이 어땠을까요? rồi chính xác rồi tiếp tục chị nghe 아, 그렇죠. 완전 슬펐죠. đúng rồi chính xác câu này thì dễ ha cứ hoàn toàn super tiếp tục 완전 슬펐죠. 승부고 아 빌라 갑자기 빌라 đúng rồi옥탑이 없어요. đúng rồi octopus rồi nhá hình như em nghe chị đang đọc cái từ là giống như chữ phờ đúng không 승부
cái chỗ này là âm bật hơi nha chị. Sư phụ ta, sư phụ, phụ, sư phụ, sư phụ, 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 sư phụ, phụ. Rồi, bí quyết để đọc được cái âm bật hơi là có 3 điểm check in. Chị rờ cái bụng của chị đó, chị rờ cái bụng của chị đi. Chị thấy khi chị phát âm cái chữ phờ á, bụng chị có ép vô không? Nếu phát âm mà bụng không ép vô là không. Khi mình đọc cái âm đấy là bụng nó chuyển động theo. Nó ép vô nhá. Đầu tiên, một điểm, rờ cái bụng. Đó, bụng này tự nhiên nó sẽ ép vô. Thứ hai, chị rờ cái cổ. Cổ chị có căng lên không? Đó, thì có một số điểm tracking như vậy. Khi mà chị phát âm ra những cái âm bật hơi á, hoặc là cái âm căng á, một rờ bụng, hai rờ cổ, chị sẽ thấy cái âm căng tự nhiên cái chỗ cổ mình nó sẽ căng lên. Còn cái âm mà cái âm bật hơi á, thì cái cổ mình nó ở đây. Super, super cổ. Đó, ok. Rồi tiếp tục này. À, 기라 갑자기 옥탑이었어요. 옥탑이었어요. 탑이었어요. 이었어요. 옥탑이었어요. 어, 이 nghe cố gắng cái ông papi là gác mái. Chị nghe cố gắng di chuyển môi nha, di chuyển môi đừng có ngại. 옥탑이었어요. 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 자, 뒤쪽. 이 페이페이 đọc hai câu này ha. 아 그렇죠 완전 슬펐죠 슬프고 아 빌라 갑자기 빌라 옥탑이었어요 đúng rồi. Đó cái kiểu như vậy đó chị nghe hiểu không là nó kiểu cảm xúc như vậy đó à 그렇죠 완전 슬펐죠 kiểu như vậy đó lúc đó mình cố gắng diễn đạt cảm xúc lên 완전 슬펐죠 rồi tiếp tục chị nghe đọc tiếp nha 어 갑자기 이런 생각이 들었어요 아, 내가 이렇게 이사 같이 왔는데 더 이상 이렇게 있을 수는 없지? câu này lại nhé. Câu trên rất là ok này. Nhớ cho em là 갑자기 cũng có căng lên nhé, cũng có biến âm nhé. 갑자기. 갑자기. Nhớ cho em là có biến âm. 갑자기 이런 생각이 들었어요. 아, 내가 이렇게 이사까지 căng lên. Đúng rồi. Hồi nãy em nghe cái chỗ này chị đọc hơi lạ này. Đúng rồi. 이사까지 왔는데. 왔는데. Chỗ này có biến âm này. Chỗ này có biến âm sẽ đọc là 왔는데. 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 Đừng có 왔는데 mà là 왔는데. 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 더 이상 이렇게 있을 수는 없지. 있을 수는 없지. Đúng rồi. 있을 수는 없지. Đúng rồi. Ngữ điệu nó phải như vậy nha chị. 있을 수는 없지. 있을 수는 없지. Đúng rồi. Chính xác. 있을 수는 없지. Ok. Rồi. Chị Phi đọc hai câu này nha. 갑자기 이런 생각이 들었어요. 아, 내가 이렇게 이사까지 왔는데 더 이상 이렇게 있을 수는 없지. 오케이. 그럼 또 있지. 계속 chị nghe đọc luôn ba câu này nè. Ba câu tiếp theo. 한번 내가 가능성을 믿어 보자. 나도 chị nghe đọc đây rồi em sửa cho. 나도 잘 할 수 있을지도 몰라. 이런 okay. 생각이 조금씩 듣기 시작했어요. 오케이. Câu cuối có rất ok nè. Nhưng mà hai câu này nè. Chị thử nhá. Chị thử. Nếu mà chị nói cái câu này bằng tiếng Việt thì sao? Một thử. Hãy thử một lần tin tưởng vào chính bản thân mình. Tin tưởng vào mình, vào bản thân. Cái hãy nói thử câu một đấy. Lần tin tưởng vào khả năng của bản thân mình. 한번 내가 가능성은 믿어 보자. 보자. 한번 내 가능성을 믿어 보자. 한번 내 가능성은 믿어 보자. 믿어 보자. 한번 내 가능성은 믿어 보자. Và chị nói cái câu nó bằng nó
nó nghe cái câu đó nó rất là thấm bon. 내 가능성은 한번믿어보자믿어보자한번내가능성은믿어보자nói cái câu đó là giống như mình đang nói với bản thân của mình đấy. 한번내가능성은믿어보자rồi chị hiểu cái câu tiếng Việt không? Hãy thử một lần tin tưởng vào chính bản thân mình. Thì khi câu đó nó cho chị cái cảm xúc gì thì chị áp cái cảm xúc đó vô câu tiếng Hàn đi. 한번내가능성은믿어보자한번내가능성은믿어보자한번내가능성은믿어보자 đó. Nói có cảm xúc lên nha chị. Tiếp tục nha. Rồi. Đà tu. Tiếp tục chỗ này có nó nối âm này. 잘할 수 있을지도 몰라. Thì nó có cái ngữ điệu ở đây. 잘할 수. Đây nè. Chị vẽ nhá. Chị vẽ nhá. Hồi nãy chị có nốt lại không? Nhưng mà về quay hết trơn nữa. Dạ dạ nha. 잘할 수. Đó. Rồi nó sẽ lên. Chị lấy nè. Chị lấy cái bút nha chị. 잘할 수 있을지도 몰라. 잘한 잘할 수 있을지도 몰라. 있을지도 몰라. 지도 몰라. thì đó. Nó có cái ngữ điệu như vậy đó chị. 잘할 수 있을지도 몰라. 잘할 수 있을지도 몰라. 나도 잘할 수 나도 잘할 수 있을지도 몰라. 나도 잘할 수 있을지도 몰라. 지도라. 나도 잘할 수 있을지도 몰라. 있을지도 몰라. 나도 잘할 수 있을지도 몰라. Đúng rồi. Đọc rất là tốt luôn. Rất tốt. Ok, rất tốt luôn. Rồi, câu này chị vẫn chưa thuộc đúng không? Đọc từ 10 lần tới 20 lần chắc chắn nó sẽ thuộc. Rồi cái này chị về luyện tập thêm nha. Rồi tiếp tục. 이런 생각이 조금씩 들기 시작했어요. Thì câu này rất là ok này. Rồi, ba câu này ok ha. Rồi, chị Phi đọc thử nha. 한 번 내 가능성은 믿어보자. 나도 잘할 수 있을지도 몰라. 이런 생각이 조금씩 들기 시작했어요. Rồi, rất là tốt. Mà chị Phi đọc diễn cảm hơn tí nữa nha. Đọc diễn cảm lên. Diễn cảm là giống như chị đang nói chuyện với em vậy đó. 한 번 내 가능성은 한번 믿어보자. 나도 잘할 수 있을지도 몰라. 이런 생각이 조금씩 들기 시작했어요. Diễn cảm lên nha chị. Chị Phi Phi là tốt rồi. Bây giờ chỉ cần diễn cảm thôi là tốt hơn nữa. diễn nhiều xíu. Diễn lên, diễn cảm lên. Rồi mà để diễn được là nó phải tới từ mình hiểu cái câu này nó là nghĩa gì. Sau đó mình đặt cái cảm xúc của mình vào. Thì từ cái cảm xúc của mình nó mới ra được cái câu như vậy. Thì đó là mới là shadowing. Chứ nó không phải là môn đọc. Nếu là môn đọc thì là khác, không cần cảm xúc. Nhưng mà cái môn shadowing á là chị phải bắt chước được đúng cái thần của họ luôn ấy. Giống như là mình đang nói chuyện thật chứ không phải là giống như là mình đang đọc một cái gì đó. Đó. Thì đó là cái mấu chốt của cái phương pháp này. Rồi, tiếp tục chị Nga. 그래. 할 수 있어. 할 수 있어? 이러면서 나 자신을 믿어주기 시작했죠. câu này đọc rất là tốt này. 그래, 할 수 있어, 할 수 있어. 이러면서, chị nhớ cho em á, móc cho em một cái móc chỗ cái 면서, cứ sau 면서 là nó luyến lại cái nhé. 이러면서, 이러면서. 면서. Chị Nga nhớ cho em là móc cái luyến này nhé. 이러면서 나 자신은 믿어주기 시작했죠. 나 자신은 믿어주기 시작했죠. Ok, rồi. Câu này đọc rất là tốt luôn. Chị Phi Phi. 그래, 할 수 있어, 할 수 있어. 이러면서 나 자신은 믿어주기 시작했죠. Ok, rồi. Tốt. Tiếp tục. Chị Nga. 그러면서 제 상에 면서 라젠 그러면서 책상에 딱 앉아서 커피를 한잔
들이키고 이제 딱 책상에 앉아서 노트에 적기 시작했어요. Rồi. À, câu này ngữ điệu chị rất là tốt nhá. Nhưng mà hơi tiếc là mấy cái âm mà mấy cái âm căng căng á chị không bật ra được. Ví dụ nhá. 이러면서 책 책상 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 để em cho chị nghe người Hàn đọc như thế nào nhá. 책상 chị thấy không? Cái siêu đường sau nó căng lên nè. 책상 책 책상 nhớ cho em là siêu có căng lên ở đằng sau. 책상 책상 đúng rồi, đúng rồi. 책상 nhớ bật hơi ra. 책상에 rồi tiếp theo. 딱 앉았어요. 딱 앉았어요. 쟤 này 앉았어요. Nó phải chị phải phải bật ra. 딱 앉았어요. 딱 앉았어요. 그래도 커피를 한 잔 팍 팍 팍 한 잔 팍 들이 팍 들이키고 đúng rồi. 팍 들이키고 이제 딱 책상에 앉아서 노트에 적기 시작했어요. 적기 시작했어요. câu này chị đọc rất là tốt mà để ý cho em mấy cái như là tắt này, xong rồi phát này, đó rồi check xong, đó. Còn lại là rất là ok. Rồi chị Phi Phi chọn diễn cảm nha, diễn cảm không cần nhanh. Bây giờ chị Phi Phi diễn cảm cho em, đọc từ từ thôi cũng được, cứ diễn cảm thôi. 그러면서 책상에 딱 앉았어요. 커피를 한 잔 팍 들이키고 이제 딱 책상에 앉아서 노트에 적기 시작했어요. Đúng rồi, đó. Bây giờ mới thấy diễn cảm rồi nè. Ok, rất là tốt á. Rồi, tiếp tục còn hai câu cuối cùng chị nghe. 내가 돈을 많이 벌어야만 하는 이유 내가 돈은 많이 벌어야만 하는 이유, 내가 이곳에 이사 온 이유, 적기 시작했어요. 나만의 절박한 이유를 적기 시작한 거죠. 그럼 정확. 그럼, bây giờ câu này làm sao để đọc hay nhá? 내가 돈을 많이 벌어야만 만 chị nhớ đây, man nó lên giọng, 벌어야만 하는 이유, 벌어야만 và cái cụm này nè chị phải đọc nối với nhau, tại vì nó là một cụm với nhau, nó là một cụm với nhau nên chị phải đọc nhanh lên. 내가 돈을 많이 벌어야만 하는 이유, 내가 이곳에 이사 온 이유, đó nó phải nối với nhau lại như vậy. 이사 온 이유, 이사 온 이유, đó ok, rồi tiếp tục. Ở chỗ này, 절박한. 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 Ok, rồi rất là tốt. Rồi, chị Phi Phi. Chị Phi Phi đọc câu cuối cùng nha. 내가 돈을 많이 벌어야만 하는 이유, 내가 이곳에 이사 온 이유, 적기 시작했어요. 나만의 절박한 이유는 적기 시작한 거죠. Ok, rồi, xong. Ok. Xong rồi, rất là tốt, chúc mừng chị Nga rồi. Chị Nga đang em thấy đó, chị Nga đọc rất là tốt, nhưng chỉ còn chị chỉnh một tí nữa thôi là em thấy chị đọc tốt lắm luôn á. Chị không bị ngữ điệu, không ngậm, không chỉ là thế mạnh cực kỳ lớn rồi, là chị Nga cứ tự tin lên ha. Mình hiện tại giờ là có một cái thế mạnh là chăm chỉ luyện tập. Hy vọng là bây giờ chị Nga còn có cần em hỗ trợ thêm gì nữa không? Ngoài phát âm ra. Mình hiện tại cũng chưa hơi đột ngột đấy, chưa nghĩ ra nữa. Rồi chị Phi, chị Phi Phi thì sao? Đó, chị hả? Rồi các thành viên dự thính. Có khi thông qua cái bài sữa của em với mọi người á, với hai chị ở trên, là mọi người có rút được thêm chút kinh nghiệm nào không? Em thấy cô Trang lúc mà cô đọc có thấy ngữ điệu cô giống như người Hàn quá. Mấy cô liếm ở đâu là cô liếm hay em sống chung với người Hàn luôn. Em được cái là em bắt chước được. Bắt chước.
thiệt á, cái khả năng bắt chước của mình phải nói là nó cũng ổn, nên là em làm được, nên là mọi người cũng bắt chước đi, bắt chước là được đấy. Chứ không không phải là là em làm được mọi người không làm được đâu, mà do khả năng bắt chước. Nhưng mà có góp ý là mọi người đeo tai nghe vô á, mình đọc á, mình đeo tai nghe vô thì mình cô nói thì mình có thể mình bắt chước theo. Đúng Mình rồi. cứ đọc ở ngoài không, mà mình không đeo tai nghe vô thì mình sẽ không có phát triển được cái bắt chước đâu. Với lại á, là theo kinh nghiệm của em nhé, theo kinh nghiệm của Trang á, là nên một tai thôi, nghĩa là một mình vẫn nghe được cái giọng của mình thì nó sẽ nhớ lâu hơn là mình chỉ nghe giọng của cô Ichijon. Thì đó là cái kinh nghiệm của Trang. Nhưng mà còn chị Phi Phi á, là chị thích đeo luôn hai cái tai phone luôn. Thì cái đó tùy Thích theo mọi người nhé, tùy theo mọi người ha. Trang thì Trang 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 nói là Trang vừa đọc, Trang vừa phải nghe cái giọng của mình thì Trang nhớ lâu hơn đó. chị thì chị chỉ để cái giọng của cô dân nhỏ thôi, rất là nhỏ, nên là chị để cả hai tay chị thử Cái đổi đó tới, một tùy tay tùy thì nó mọi không có người tập nhé. trung. Tùy mọi người thấy cái gì mà phù hợp với mình á, mọi người làm. Nhưng mà lưu ý là khi đeo tai phone vào thì nó sẽ tập trung hơn rất là nhiều. Rồi rồi thôi, ủa hôm nay đã dài rồi, thôi cả nhà nghỉ ngơi nha, thôi Ok. mình tới đây thôi nha. Vâng ạ. Cảm ơn cô Trang nhiều. Rồi Cô thôi, Trang cũng vất vả nhiều rồi cả ạ. nhà cố gắng nha. Vâng Rồi ạ. ok, Cảm ơn bye cô bye, Trang rất là nhiều ạ. bye bye cả nhà. Bye. Hẹn gặp cô Trang ngày mai nha. Dạ.